vô cùng tức giận vì có hiện tượng chen hàng. Mọi người đứng chờ ở đây từ 4 giờ sáng rồi. Mong mua cái bánh trung thu về các cháu mà có bọn chen hàng rồi. Rồi rồi, xin lỗi đi ra. Không xúc ai mà bắn đâu thì ra ngoài nhà thì anh cũng đang nốt mà rồi bắn đâu bắn đâu bắn đâu nào ngồi hạ xuống, bạn nào lấy bằng thì ngồi xuống làm gì, chuyện nó nhức nhổ kiểu nhức nhổ. Đưa giấy tờ đây đã, ký cái gì đã có bằng có ký. Ngừng lên. Lấy băng nhá. Mừng nhá. Ngồi xuống. Chị vất vả quá, đường xa quá. Nào nào. Đầu Duy định đi với anh em mình. Action. Chúng nào anh nhỉ? Mặt tàu. Đúng rồi, lên. Dấu mắt anh em. Đây là bài thơ ở hương ta. 4 năm rồi. Chia xa nhau rồi. Tình bạn dành tặng anh em. Kể cả ý nghĩa anh em nhiều năm xa cách. Đấy, một chút cái bánh đông phương nhà anh ngày hôm nay. Đúng rồi con ạ. Đúng rồi. Hôm nay là sinh tuyên bố là ngày tốt nghiệp. Bằng đâu. Bye.
nay là ngày mùng 1 tháng 6 năm 2010 thì Tết thứ nhi. Chúng tôi đang ở Xuân Hòa đi tập quân sự. Sau đây là quang cảnh phòng chúng tôi cực kỳ Let's dance the style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop a bomb or not? Let us die young or let us live forever. Don't have the power, but we never say never. Sitting in a sand pit, life is a short trip. Music's for the sad man. Thấy anh quá là siêu, anh đã vượt qua đấy, có phải bóng, phải có bóng lắm. Anh đã quay được quá, có thể là cảm nghĩ của chị Hồng là gì đấy nè. Bây giờ đứng cạnh anh Quyết, đứng cạnh anh Quyết đi lên. Thế là anh đấy, sung sung quá, không thể nói lên lời. Ok, ba. It's my first time to Vietnam. Yeah. How do you? Where are you from? Welcome to my company. Welcome to my company. I'm a free man. I'm come from every round the world. Yeah. Could we take a picture for us? The bomb or not? Let
Fiestos Club Live.